Hello, hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Hôm nay thì mình sẽ đi một cái bộ nail rất là xinh à. Và hôm nay đặc biệt là mình sẽ sử dụng cái màu MIUI kết hợp chung với SS20 nha mọi người. Đắp âm rẻ. Đây là MIUI. Hai cái màu này khi mà mấy anh chị mà đắp những cái màu xinh xắc hay là EN á, mà mình EN á, thì nó có cái số 14 á, thì mình có thể là làm cái phần ở dưới không. Còn khi mà mấy anh chị đắp màu xinh xét á, muốn làm âm rầy đó, thì mình sẽ dùng cái màu MIUI nha. Tại MIUI thì nó sẽ nhạt hơn cái sub white, và khi mà làm lên á, cái màu của nó rất là xinh luôn mấy anh chị. Đây là cái hai màu ha, và hôm nay thì mình sẽ đắp hai cái màu này. Đây, màu cực kỳ là xinh luôn mấy anh chị. Đó, màu rất là đẹp nè. Hôm nay thì mình sẽ đắp hai màu này. Mấy này là mới đắp xong mà chưa sơn top á. Sơn top lên cực kỳ là nhẹ nhàng luôn nha. Và khi mà mình ra cái màu rất là natural luôn. Và mình sẽ sử dụng cái màu Sunset 20. Đầu tiên thì mình đi cái phần sắp white trước nha. Sắp white trước á, thì mình sẽ đi cái khoảng là 70 hoặc 80% thôi mấy anh chị. Để đổi tờ giấy này vào đây. Sắp quay thì mình sẽ đi là 70 hoặc 80% nha. Đó, mình lấy cục bột vừa thôi, tại vì móng nhỏ, thấm vô tờ giấy miếng để cho nó bớt đi, bớt chảy. Cái này là sử dụng liquid chảy 100% nha mấy anh chị. Nếu mà mình sử dụng liquid chảy 100% á, một là mình có thể là để ở ngoài một chút xíu, hai là mình muốn nhanh thì mình sẽ sử dụng thấm vô cái tờ giấy để cho nó bột của nó xe lại nhanh hơn. Đó, và đặc biệt nữa, ngay cái chỗ đường nối đây nè, cho nó mỏng luôn nha. Rồi vuốt bột của mình xuống cho nó ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Đó, ôm cho hai bên nó không có bị mất shape nha, để lát cái mình đỡ giũa, và mình không có cho cái đầu móng của nó bị đùng nữa. Rồi vuốt hẳn ra khỏi tới cái phần đầu móng. Đó, cho cái phần đầu móng nó không bị lùn nha. Mình đi hết 5 ngón luôn. Tại bên kia là của xin đắp xong rồi, để cho nó tiết kiệm thời gian. Và ngón này cũng vậy. Đi 70 hoặc 80% nha. Đó, đi 60 lát mình khó kéo cái màu hồng xuống lắm. Mình đi 70 hoặc 80%. Cho ngay cái chỗ đường nối lúc nào cũng mỏng hết á. Tại đường nối mỏng á, thì nó sẽ không có thấy đường trắng khi mà mình đi. Với lại đặc biệt á, đối với những cái màu nhạt nữa. Nên thành ra là khi mà mình lựa chọn cái sub white hay MIUI đó, nó cũng tùy thuộc là cái màu ở trên của mình. Ví dụ đi màu trên nó đậm á, thì mình có thể là lựa chọn sub white. Còn nếu mà những cái màu mà tông natural tự nhiên giống vậy á, thì mình nên đi là cái màu MIUI. Đó ha. Mình nên đi là cái màu MIUI thì lên á, nó giống cái tông á. Thì khi mà như vậy thì nó sẽ không có thấy cái đường trắng, nó sẽ cover được. Còn khi mà đi sub white á, là nó đậm hơn. Thành ra khi mà mình lên âm rầy, nó sẽ thấy cái đường trắng rất là rõ. Cái màu MIUI thì nó sẽ nhạt hơn sub white khoảng là 50% nha mấy anh chị. Màu lên đẹp lắm. Cái màu MIUI nếu mà anh chị nào mà sử dụng Sunset hay là EN á, Sunset đi, lấy màu Sunset á, mình làm với MIUI, nó ra màu rất là đẹp, trong trong. Còn khi mà cái màu EN á, thì trong đó có cái màu số 14 á. Đó, thì mình có thể là sử dụng cái màu số 14. Nó những cái màu trong trong vậy thì mình sẽ sử dụng cái nền là trong luôn, để cho nó dễ phối màu. Hello, chào mọi người ha, chào cả nhà. Hôm nay thì mình đi âm rầy hai cái màu, màu MIUI với lại màu Sunset 20. Sunset 20 thuộc những cái tông màu mà trong natural tự nhiên á mấy anh chị. Màu rất là dễ làm, hầu như là cách nào cũng xài hết á. Và những cái màu đó mình có thể là làm 4 mùa luôn nha. Đó, vuốt hẳn ra tới phần đầu móng.
vuốt hai bên cho nó ôm lại xếp đựng cho nó bị bè nè. Đó, xong hết lát nữa là mình sẽ đi cái phần âm rời lên thôi. Hello chào mọi người nha. Rồi, cục lớn chút, tại vì ngón cái thì đường đa số là lớn hơn. Nếu mà mình không thấm vô tờ giấy thì mấy anh chị lấy bột lên mình chờ chút nè ha. Bột của mình nó xe lại thì nó sẽ dẻo giống vậy nè. Sau đó thì mấy anh chị đặt ngang. Thường thì nếu mà mình thấm vô tờ giấy thì mình sẽ thả dọc ha. Đó, luôn là mình ôm cái phần cuticle liền cho nó mỏng, cho nó ôm vô. Hai bên chắc chắn là nó có bột. Sau đó thì mình sẽ di chuyển vuốt bột của mình ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Đó, mình sẽ vuốt cho cái mặt móng của mình nó đều đã rồi sau đó là mình mới cắt bột. Đó, và mình không cho cái bột đầu móng của mình nó bị đùng. Thì nhiều lát á mình đỡ phải dũa ha. Tại thường đa số đi móng ngắn hay medium á, nếu mà mặt móng của mình nó đều á, mình khỏi cà mặt móng. Khỏi cà mặt móng thì mình sẽ tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Rồi mình sẽ đi cái phần màu số 20. Đây là cái màu số 20 nè ha. Nhìn cái màu vậy nhưng mà khi mà lên lên trong trong rất là đẹp nha. Mình sẽ lấy một cục bột vừa thôi mấy anh chị ha. Khi mà mình đi cái âm rì, để lên cái cò này mình nhích xuống, che mất cái đường đường nối của hai màu đi. Đó, nhích cái bột ra khỏi cái đường nối hai màu á. Sau đó thì mình sẽ di chuyển cái bột của mình xuống một chút xíu nữa. Không, cho hai đều hai bên nè. Bắt đầu mình vuốt chính giữa. Đó, rồi mình vuốt bên này, vuốt bên này cái ha. Và khi mà cái mặt móng của mình á âm rầy rồi, không có vuốt nữa nha mấy chị. Vuốt nữa là coi như cái đường loang ở đây này nó mất đi. Xong hết rồi thì cái bột của mình nó xe lại rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ chỉnh hai bên. Nhẹ nhàng thôi nha mấy chị, tại vì hai bên đừng có lấy bột nó đi. Rồi, mình sẽ chỉnh cuticle đè nhẹ xuống để chắc chắn là cuticle của bột của mình á nó sát vô cái phần cuticle luôn nha. Đó, màu rất là xinh này mấy anh chị. Ở đây thiếu miếng cho thêm miếng nha. Không là lát hai bên hông của mình nó bị thiếu bột. Đó, và khi xong rồi lát nữa là mình sẽ cover một chút xíu crystal clear nha mấy anh chị. Luôn là cover một chút xíu crystal, tại vì có nhiều khi á, do thói quen mình dụ nhiều quá, thành ra ngay chỗ mà đường nối âm rì nó sẽ bị mất bột. Nên là mình sẽ cover một chút xíu crystal clear lên nha. Tùy theo cái độ dày của cái móng. Nếu mà độ dày chưa đủ quá thì mình sẽ cover nhiều. Còn khi mà độ dày vừa đủ rồi, mình chỉ cần một lớp rất là mỏng, giống như kiểu mà chán bắn chán vậy đó mấy anh chị, lướt nó qua là xong. Hello, chào mấy anh chị nha. Và sắp tới là cô Sinh sẽ có lớp tại Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, thành phố Oklahoma nha, vào ngày 27 và 28. Rồi, cuticle này ha, đặt lên cuticle, nhích bột nhẹ xuống, chỉnh cuticle đẩy cho nó sát lô cuticle trước đã. Tại vì bột á, khi mà nó ướt á, mình chỉnh cuticle á, thì nó sẽ bám. Còn khi mà bột khô rồi đó, mình chỉnh là nó không có bám nữa. Rồi bắt đầu mình di chuyển bột xuống và mình vuốt từ khoảng từ 8 tới 12 giây là mình phải vuốt nha. Nếu mà mình vuốt chậm quá là cái bột của mình á, là nó sẽ không có độ loang nữa, nó sẽ ra từng cục. Nên là khi mà mấy anh chị mà tập đắp âm rầy đó mình lưu ý. Còn nếu mà mình đi một cục không được á, tay của mình hơi chậm thì mình sẽ đi hai cục ha. Đi hai cục cho nó an toàn. Tại vì khi mà đi một cục lỡ mà nó không có điều á, mình chám, mình fill thêm vô thì nó sẽ mất thời gian của mình hơn. Nên là mấy anh chị mà mới đắp được tập á, mình đi một cục không được, mình đi hai cục trước đi. Đi hai cục cũng giống như là mình đang tạo cái thói quen cho mình á. Thì từ từ khi mà mình control được cái cục bột rồi, với cái tốc độ rồi á, thì mình sẽ đi được nha. Hoàng Nghĩa, chị dùng liquid EMA nha. Đây, chị đang dùng liquid EMA nha em. Đó, thì cái liquid này thì mình có thể là mua tại website của mình là silemsupply.com nha mấy anh chị ha. Hoặc là mình gọi vô số phone công ty á, 714-804-9288 ha, để được nhân viên mình tư vấn và hỗ trợ order. Thì công ty có ship là 52 triệu bang nha. Rồi, next one. Khi mà mình lấy lên á, nếu mà bột chảy á, mình chờ chút xíu, tại vì tùy theo lát bột. Cái thứ hai nữa thì quan trọng là lúc mà mình control cái cục bột á mấy anh chị, rồi mình lấy cái lượng bột đựng cho nó quá nhiều nha, nhiều quá đó thì cái bột của nó sẽ che hết cái màu của mình. Để lên cuticle nè, nhích nhẹ ha, đẩy lên nè, đè cho cái bột mình nó xuống.
đậy cho nó sát vô phần cuticle hai bên hông cũng vậy nha. Đó, tức là mình đắp là mình không có chùa. Đó, cho bên này đã đậy bột. Đó, mình di chuyển bột mình xuống. Sau đó mình vuốt này từ chính giữa xuống nè ha. Rồi qua hai bên. Qua hai bên. Cái màu cưng không? Màu rất là xinh nha mấy anh chị. Đây, ra âm rầy. Khi mà xong rồi á, mình mới chỉnh cái hai bên lại. Thấy không? Chỉnh da ha. Đó, rồi xong. Chăm sóc da hai bên. Rồi chỉnh cái phần cuticle. Để chắc chắn cuticle của mình nó nằm và sát nha. Và nó đứng cho nó cao. Đó, xong ha. Màu rất là xinh nha mấy anh chị. Những cái màu này rất là dễ làm. Mấy anh chị nào mà sử dụng những cái màu mà trong trong á, thì mấy anh chị sử dụng MIUI ha. MIUI mình để làm âm rầy nha. Cho những cái màu mà natural, màu thật á, người ta hay gọi là màu thật đó mấy anh chị. Rồi đẩy lên nè. Đó, vuốt nè ha. Vuốt nè, hai bên. Vuốt đẹp rồi không có vuốt nữa nha mấy anh chị. Vuốt đẹp rồi không vuốt nữa. Tại vì nếu mà đẹp rồi á, nó đoan đẹp rồi mình vuốt nữa là nó sẽ bị mất, sẽ bị mất bột. Còn nếu mà nó dày quá thì mình có thể là vuốt, đúng không? Đó, còn cái nào mà đẹp rồi đừng vuốt nữa. Đó, rồi mình chỉ việc chăm sóc hai bên làm sao cho cái bột á, nó sát vô cái phần cuticle là được. Đó, thế là mình đã xong cái phần âm rầy ha. Rất là cưng luôn mấy anh chị. Cuticle của mình sát nè. Đó, ở đây thiếu một miếng nè. Cho thêm một miếng vô. Cho thêm một miếng vô đây. Thiếu là không được. Quen rồi. Rồi xong. Lát nữa mấy ngón này mình sẽ cover crystal clear nha. Rồi tới ngón cái nè. Ngón cái thì nó lớn hơn, thành ra mình sẽ lấy bột lớn hơn nha. Lấy một cái lượng bột tương ứng nè với cái từng ngón luôn, tại vì mình phải lấy làm sao cho bột của mình nó vừa đủ quá mấy anh chị. Chẳng thà thiếu đừng cho dư nha. Lý do sao biết không? Thiếu mình còn chăm thêm được. Còn khi mà dư á, là nếu mà mình chạm tay quá đó, là cái bột của mình nó cover hết cái móng của mình luôn. Đó, tháp xuống này, vuốt nè. Không, vuốt nhẹ nè ha. Đó, màu rất là xinh luôn. Rồi, xong hai bên này. Ôm vô. Không, nè, chăm sóc hai bên để cho cái da của mình á, nó sạch. Và cái bột của mình nó nằm trong phạm vi cái móng thôi. Đừng cho nó ra khỏi cái phần da tay của người khách. Và đừng cho nó dài. Không, chỗ nào mà cuticle cao thì mình sẽ đè nó xuống. Hay là mình vuốt nó xuống. Chị dùng cái cây số 12 nha mấy anh chị. Và khi mà mấy anh chị làm âm rầy đó, là mình dùng cây cỏ số 12 là được nha. Tại vì khi mà đối với những cái móng ngắn hay là cái cuticle người cách nó nhỏ đó mấy anh chị, dùng cây chổi số 12 là được rồi. Cây chổi số 12 là mình có thể đắp một màu cho móng ngắn nè. Mình có thể làm âm rầy nè. Mình có thể làm design nè. Cái design mà những cái marble hay là những cái freestyle á mấy anh chị. Nên là thường đa số khi mà mấy anh chị thấy là xin đắp số 12 hoặc số 14 thôi. Rồi xong hết là mình sẽ đi crystal clear nha mấy anh chị. Mình sẽ cover một chút xíu ngọn crystal clear. Nên chị nào cần mua cỏ thì mấy anh chị có thể là gọi vô số phone công ty nha. 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 hoặc 714-804-9948 nha. Ngoài ra còn một số nữa là 714-804-8688. Còn nếu mà anh chị nào mà rành website đó thì mình chỉ có thể là vô website của mình là silemsupply.com nha mấy anh chị, trên màn hình đây nè. Đó, thì anh chị có thể gọi vô vô website mình coi. Rất là nhiều mặt hàng và sản phẩm nha. Cây cọ là cô xin đang xài là cây cọ số 12. Đó, cover một chút xíu crystal clear mỏng thôi. Tại vì cái mặt móng của mình cũng đều cũng mịn nữa đó.
Đó, mình cover một chút để khi mà mình tránh trường hợp á, mình dụ nhiều quá, hay là nếu mà mình có thói quen á, mặt móng mình không có điều mà mình để cái cây dụ lên cà đó, thì nó sẽ hạn chế là nó mất cái phần âm rầy của mình nha. Hai anh Hùng, file S về chưa hả? Để lát em check thử coi anh. Để lát em check thử nha anh. Rồi, giữ bột ở bên trong nè ha, vuốt nhẹ xuống, vuốt nhẹ xuống. Cái này mình chỉ lấy một lớp mỏng thôi, thành ra là mình chỉ đừng có sợ nó dày, nên là để lên nó đừng cho nó khô quá thì mình vuốt một cục bột nó dày lắm. Nên là mình sẽ cho nó ướt ướt nè ha, lấy lên nè, nhích nhẹ ha. Sau đó tháp nè ha, dồn nó xuống nè, vuốt nhẹ mỏng một cái. Kiểu mà mình đi một lớp thôi mới rất là mỏng, giống như chán bánh chán vậy đó. Hello Fox Ryan. Sắp tới nữa là Sen sẽ có lớp tại Oklahoma City ha, tiểu bang Oklahoma vào ngày 27 và 28 tháng tháng 5. Và tháng 6 thì Sen sẽ có lớp tại Orlando, Florida vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 nha. Tháng 7 thì Sen có lớp tại San Jose vào ngày 15-16. Thì tháng 7 thì tất cả anh chị có thể đăng ký lớp qua số phone 714-804-9818 nha. Và một tin nữa thì Sen đang có lớp chuẩn bị và sẽ có lớp tại Sacramento vào ngày 12-13 nha mấy anh chị. 12-13 tháng 8. Thì anh chị nào Sacramento hay San Jose, Orlando, Oklahoma có thể đăng ký nha. Qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị ơi. Rồi mình sẽ rửa cỏ cho nó sạch. Khi mà rửa cỏ xong á, mình nên lấy một chút xíu nước sạch đó mấy anh chị. Một chút xíu nước sạch liếc thịt ha. Rồi sau đó mình nhúng qua. Nếu mà anh chị nào mà sử dụng mà muốn giữ cây cỏ lâu á, nếu mà mình xài cái liếc thịt khô nhanh nhiều á, thì sau khi xài xong giữ cỏ đó thì mấy anh chị nhúng qua liếc thịt chảy ha. Đó, sau khi xài xong á, nhúng liếc thịt chảy, sau đó là mình mới để lên, thì lúc nào cây cỏ của mình cũng được mượt á mấy anh chị. Giờ mình sẽ dụ xếp. Đó, trước khi dụ xếp thì mình sẽ dùng cái cây này ha. Đó, mình dụ under móng trước nha mấy anh chị. Ngón này là thật sinh lại đi khơ xong cách không chịu đó mấy anh chị. Nếu mà cách không chịu thì mình dụ bớt cho nó, mình khơ quá. Tại vì cách không có thích đó. Mình dùng cái cây DT này mình dụ luôn. Rồi sau đó mình lấy xếp thôi nha mấy anh chị ha. Mình dụ ngay chỗ khơ nè. Rồi xong. Đó, khách nào không thích khơ thì mình sẽ dụ bớt đi. Tại hồi nãy mình lỡ đi một ngón cho khách coi xong khách không thích đó mấy anh chị.
đó mình đi xét hai bên, với lại nó cũng mỏng, thành ra mình xử lý ngay chỗ đường nối đường giữa móng thiệt móng giả trước ha. Sau đó thì mình mới xử lý tới phần thân móng. Làm sao dụ xuống hả? Làm sao dụ xuống? Lúc đó em dán móng em ơi, nếu mà nó quá u quá, em dán cho nó, em dán cho nó thẳng ra chút ha. Rồi sau đó mình đắp bột. Đó, cho nó chỗ đó nó vừa đủ thôi, đừng có quá dài là được. Đó, nên thành ra khi mà móng khách mà quá u á, mình phải dán móng làm sao cho nó xoay đỡ chút xíu nha. Và khi mà mình đắp muốn cho cái đầu móng mình square á, mình đừng đắp chọt dày quá ngay cái chỗ đầu móng anh chị. Đắp dày quá đó thì lát nữa nó ra u u ha. Mình dụ ngay chỗ đường nối trước đã, đi vô từ từ. Rồi đó mình dụ hai bên trước đi. Em bị khách đít móng u, dụ chảy mồ hôi luôn, lại sợ mất bột. Khách đít móng u thì em có dán móng hay không? Nếu mà em đít trên móng thiệt á là nó sẽ không cải thiện được nhiều nha. Còn nếu mà em dán móng á thì mình vẫn có thể là cải thiện rất là nhiều. Nên thành ra là hả, khi mà em dán móng thì mình cứ ăn gian cái móng thiếp trước đã ha, cố gắng ăn gian cái móng thiếp cho nó dịnh, cho nó lên, cho nó thẳng ra chút. Đừng đi theo nó, đi theo nó là nó sẽ bị u. Rồi sau đó là mình sẽ dụ cái phần đầu móng chút. Hello Nguyễn Điệp, hello em, hai Hiếu Đỗ.
cân nha mấy anh chị. Đó, màu rất là xinh luôn. Cái hai cái màu này á, mình phối là khách rất là nhẹ nhàng ha. Khách nào hầu như cũng thích giống vậy hết đó mấy anh chị. Dụ mỏi tay chưa? Mới khách đầu tiên mà, hôm nay mới khách đầu tiên mà. Bình thường trung bình là một ngày làm hai khách thôi. Còn nếu mà hôm đó là bận quá thì làm một khách thôi. Tuần này khách design đâu hết rồi đó mấy anh chị. Khách design đâu hết rồi. Ai cũng xin cho làm bộ nail đơn giản mấy anh chị ơi. Nhưng mà mấy màu này thích mà ha. Mấy màu này rất là đẹp luôn. Thường là mấy màu này, hello anh Trương Trần, mấy màu này là khách nó sẽ làm mỗi ngày luôn á. Em khỏe nha anh, thank you anh. Em rất là khỏe, anh khỏe không? Long time no see. Đó, mình dụ ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả trước nha, để cho hai bên nó thẳng với cái móng thiệt cái ra. Rồi sau đó thì mình sẽ xử lý cái phần thân móng. Nên nó khi mà đắp bột á, mình cố gắng hạn chế cho ngay cái chỗ mà móng thiệt á, nó bị mất bột, à, nó bị dày bột nha mấy anh chị. Em dụ cả ngày chẳng khách nào design. Đúng rồi ai em, dạo này là khách không biết sao design đều hết trơn luôn, nguyên tuần luôn á mấy anh chị, không có design luôn. Và màu rất là đẹp nha anh, anh Trưng Trần, hai màu này xinh ha. Đúng rồi, màu SS là khoái lắm luôn á. Khách là mấy bữa nay cũng xài SS với EN không? Tự nhiên cái là khách đi đâu mà thích xài hai màu này lắm mấy anh chị. Chắc tại là đi prom, rồi xong mấy khách đi tiệc á. Đi tiệc là khách khoái chọn cái màu xinh xắc với EN lắm. Tại vì dễ phối đồ á, với lại cái tông màu nó natural tự nhiên nữa. Thành ra khi mà phối với màu gì cũng được hết á. Không, hai bên nó hơi dài miếng nè. Mình nghiêng cái cây dũa lên ha, mình đánh cho nó mỏng lại chút xíu để nhìn cho nó thon. Nếu mà hai bên này nó mập á, nó dày một chút á, nhìn cái phần thân móng của khách đó, nó bự lắm. Nên là mình sẽ lấy hai bên cho nó vừa đủ thôi, ôm vô thôi. Nên lúc mà mình đắp bột á, mình hạn chế ngay chỗ phần đó, mình cho nó dày ha. Nếu hồi nãy mình không cover crystal clear á, khi mà mình đánh giống vậy này nó mất bột luôn mấy anh chị, mất cái màu hồng của mình á. Nên là nếu mà anh chị nào mà làm ombre đó, là mình luôn luôn là mình cover cái một chút xíu crystal clear lên nha, để cho nó an toàn á. Lỡ mà trong trường hợp mình quên, hay là nó bị dày chút xíu, hay là nó không có điều á, rồi mình đắng lên xong rồi đó hả, mình để cái cây dũa mình lên cái là coi như màu hồng của mình mất đi. Hello cả nhà, mọi người khỏe không? Hôm nay khách không có design nên thành ra là mình rất là thông thả mình làm ha. Còn hả, khi mà khách design á, tự nhiên tâm lý của mình nó bị áp lực dễ sợ luôn mấy anh chị. Kiểu mà hơn vì thời gian á. Cái này lát nữa là Christina cũng design đơn giản thôi. Tại quen á, nên thành ra là khách nào vô có đơn giản cỡ nào đi nữa cũng cho một chút xíu đơn giản design vô ha, để cho nó xinh chút xíu, tại vì quen design rồi.
Rồi xong mình sẽ dũa đầu móng nha. Đó, anh chị có thể là follow Christine qua Facebook là Christine Lâm nha mấy anh chị. Là Christine rất là thường xuyên chia sẻ những cái cách làm sao cho nó hiệu quả đến với anh chị mà mình mới bắt đầu làm bột á, hay là mình đắp bột chưa chuẩn nè, rồi mình lấy xếp chưa chuẩn nè ha. Rồi mình có thể là tham gia buổi demo show nha. Thì Olahoma là Christine sẽ có một buổi demo show vào ngày 26 tháng 5 nha. Và San Jose thì Christine sẽ có ngày demo show vào ngày 14 tháng 7. Và Sacramento là Christine sẽ có demo show vào ngày 11 tháng 8. Đó, anh chị nào ở tại những tiểu bang, những thành phố mà có demo show thì mình có thể là miễn phí coi cái demo show nha. Thì trong đó là Christine sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì mà anh chị cần. Đó, từ cái builder gel, châu Úc, tới bột ha, tới cách làm nó trên thế nào để cho mình sử dụng sản phẩm nó hiệu quả, hay là những cái mẹo để làm sao mình làm được ra nó. Đó, tùy theo là cái sở thích và yêu cầu của tất cả anh chị nha. Và cái demo show của mình là không cần đăng ký, thì anh chị thích là tới. Và mỗi cái demo show thì mình đều có quà hết á mấy anh chị. Đó, anh chị tới tham gia demo show là sẽ có được quà nha. Rồi khi mà xong hết nè, mình sẽ coi là cái ship của mình có điều chưa ha. Thì sau đó là mình mới bắt đầu mình chạy máy. Và trong cái phần chạy máy thì Christine cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, để cho làm sao cái điều của mình nó tròn, nó mỏng ha. Thì khi mà mình chạy cái phần cuticle đầu tiên á, là Christine cũng đắp bột làm sao cho nó mịn rồi đúng không? Đắp bột làm sao cho nó tròn và cho nó sát rồi á. Nên tới cái phần mà chảy máy của mình á, thì nó sẽ rất là đỡ cho mình rất là nhiều. Tại vì cuticle của mình nó không có bị dày ha. Mình sẽ sử dụng cái cây XF nha mấy anh chị. Anh chị nào mà đi cuticle á, mà muốn cho cuticle của mình nó mướt á và nó sạch á, thì mấy anh chị là đi cái cây này đi. Tại vì nó sẽ không có bị mất bột và nó sẽ giúp cho mình cuticle của mình rất là mỏng ha, dũa rất là êm luôn mấy anh chị. Và đầu tiên thì mình sẽ bật chế độ nhẹ thôi mấy anh chị ơi. Lấy tay của mình nó đẩy ra chút xíu ha. Đó, mình đắp bột á, là cái mình đã đắp mỏng rồi. Nên thành ra tới khi chạy á, mình chạy nhẹ thôi là cái bột của mình cũng sạch nữa ha mấy anh chị nè. Rất là sạch nha. Đây, rất là sạch ha. Thì mình cứ chạy cái phần cuticle trước đi ha. Tại vì khi mà mình chạy cuticle là Christine không có bật máy mạnh đâu. Bật máy nhẹ nhẹ vừa thôi, như vậy sẽ không có nóng tay khách nha. Không có nóng tay khách chút nào luôn. Mình chạy bộ phận cuticle trước, sau đó thì mình mới chạy qua cái phần thân móng nha. Mấy anh chị ơi share giúp em nha. Hôm nay thì em đi một cái bộ nail rất là đơn giản, âm rì. Đó, âm rì rất là dễ thương, cái màu rất là đẹp luôn. Đẩy nó lên ha. Và cuticle của mình nó đi vừa đủ thôi, tại đi nhiều quá thì nó cũng hơi đau khách đó. Thành ra mình sẽ hạn chế mình đi nhiều lần. Đó, mình đi thấy sạch là được rồi, tại vì mình đi nhiều quá mất bột nữa, không? Đó, đi hai bên ha, cho nó sát vô. Rồi, nó sạch cuticle rồi ha. Lát nữa mình sẽ chạy bật chế độ nhanh chút, mình chạy cái phần mặt móng. Đó, rất là sát nè, và sạch nữa. Thì anh chị nào mà đi cuticle hay bị mất bột và nó chưa có mượt cái đường lai cuticle của mình á, thì mình có thể là thử cây XF này nha. Cây XF này thì á, mình có thể là mua tại website của mình. Tên của nó là XF ha, đầu dũa XF nha. Mấy anh chị chỉ cần search cái đầu dũa XF thôi. Đây là cái cây mà best seller bên công ty em á, được thiết kế riêng cho cái phần cuticle của mình á, chạy là không lẫn đâu được luôn á mấy anh chị nè. Đi rất là tròn và rất là mượt, và nó không hề bị mất xếp nha, không hề bị mất bột luôn. Bật chế độ nhẹ thôi mấy anh chị, không có cần nhanh đâu. Tại vì chạy cuticle á, mình đắp mượt, đắp mịn rồi. Đẩy nó lên ha. Rồi đưa sát cái đầu dũa vô.
Đó, đầu dũa đi tới đâu là mấy anh chị thấy được cái đầu dũa nó đi tới đó luôn nha. Tại vì á, em sẽ đi rất là chậm thôi, không có đi nhanh đâu, đi chậm để cho mấy anh chị là thấy cái đầu dũa của mình nó đi nè. Lấy tay của mình đè nó ra nha mấy anh chị, để cho cái bột của mình không có dính vô cái phần da nữa. Thì mình sẽ chạy từ góc này đi qua nè. Đó, tới đây mình dừng cái nha. Rồi, từ đây đi về chính giữa. Nên tới khi mà phần đắp bột á, mình cố gắng đắp làm sao cho nó mỏng ha. Mỏng thì tới khi mà mình chạy cái phần cây dũa đó thì nó sẽ hép phu cho mình rất là nhiều luôn. Thường đa số là học viên của mình tới á, là mấy chị sẽ thay đổi liền khi mà sau lớp học. Tại vì á, ở trong lớp là mình rất là chăm chút cho cái phần xếp nè, đắp bột critical cho tất cả anh chị nha. Tại vì đa số thì mấy anh chị mà mới, mấy anh chị mà tới cái casting á là chủ yếu là anh chị là xếp chưa được nè, muốn vận xếp nè, rồi đắp bột chưa vận nè, critical mà chưa làm được nè. Đó thì anh chị nào mà chưa có làm được á thì mình có thể đăng ký lớp học 2 ngày nha. Bảo đảm học xong cái là mấy anh chị thấy khác liền, thay đổi hẳn lên luôn. Đó, rồi xong á mỗi ngày mình cứ chiến thôi. Tại cái đó là mình phải có thời gian ở trong cái lớp nữa ha, để em, để Bích Sinh có thể là giúp cho mọi người thay đổi nữa. Rồi xong thì mình sẽ bật chế độ nhanh ha. Bắt đầu mình sẽ chạy cái phần mặt móng.
Tại mặt móng của mình cũng đều đó, nên thành ra là mình có thể là kéo thẳng xuống ha. Lực khi mà mình ghì xuống là nhẹ thôi, chứ không có cần mạnh đâu mấy anh chị. Cái XF của mình là đi tới đâu là cái mặt móng của mình nó sẽ mịn tới đó. Nên thành ra anh chị nào mà xài quen cái cây này nè, biết cách xài á, với lại á, mình có cái cây này bảo đảm không có bị mất bột. Đây ha, chảy mịn cái mình thấy cái mặt móng của mình nó đều, nó mịn rồi thì mình sẽ dừng thôi. Đó, chảy xong cái là mặt móng của mình rất là đều và rất là mịn nha. Mình sẽ chỉnh qua cái phần đầu móng một chút. Đó, anh chị nào chưa có cây này thì mình có thể là order cây này. Bảo đảm anh chị là mặt móng của mình rất là mịn. Đó, mình đi theo kiểu này là bảo đảm là đi tới đâu là mình xác định được ngay cái điểm đó là cái mặt móng của mình nó đều rồi, nó mịn luôn rồi nha. Tại vì mấy bữa nay bận quá, với lại thì làm live nên ra là của xin cũng không có thời gian làm video nữa mấy anh chị, không có thời gian để quay video. Quay xong rồi còn phải làm nữa nên thành ra là khi mà làm live rồi là không có thời gian nữa mấy anh chị. Đó, cây dụ này á, chạy tới đâu là cái mặt móng của mình nó mịn tới đó nè. Khi mà mình để lên nó, mình chỉ để cái đìa tay chút đó ha, từ trên chạy xuống. Giờ đây mình đi phớt nhẹ lại, chạy ngang cái đầu móng một cái, tại vì đầu móng nó có những cái tưa tưa á mấy chị, nên tới khi mà mình chạy sơ qua cái đầu móng ha. Xong rồi mình kéo lại cái phần xếp một chút. Tại vì trong cái quá trình mà mình dụa hay là mình chạy đầu móng á, đó nó làm hơi mất xếp của mình. Đó, cái này mình kỹ tính thêm thôi mấy anh chị, kỹ tính thêm thôi, không nhất thiết phải làm đâu. Nhưng mà đầu móng chắc chắn là mình dụa sơ nhẹ lại nha. Tại vì á, lúc mà mình để cái cây dụa under móng á, thì nó cũng một phần nó làm cho cái móng của mình nó đầu móng nó hơi bị mất xếp. Nên là mình sẽ dụa lại. Nên
này sơn thóp lên đẹp lắm anh chị. Cái màu này cưng ơi là cưng luôn ha. Cái màu SS20 với là màu Milk White á. Hôm nay cũng lần đầu tiên làm cái hai cái màu này kết hợp chung với nhau. Thì thường đa số thì mình cũng biết là cái Milk White rồi, nhưng mà số lượng khách giới hạn quá. Thành ra là khi mà khách mà làm một cái màu mà mình chưa bao giờ làm, mình cảm thấy là mình vui lắm. Cái móng xếp này là mình sẽ dùng cái móng xịt lê đồ xong mình cắt ra đó mấy anh chị, thì nó sẽ ra cái xếp coffin giống vậy ha. Còn nếu mà mình muốn coffin nó bự hơn á, thì mình có thể là dùng cái móng coffin sau đó mình cắt ngắn xuống đó, thì nó sẽ ra cái xếp mà vừa cho mình. Tại vì tùy theo cái sở thích của người khách đó, nên thành ra là mấy anh chị sẽ dùng cái móng thiếp cắt cho nó phù hợp để mà mình làm sao mình tiết kiệm thời gian thôi ha. Nên cái móng mà xịt lê đồ có sẵn đó, thì mấy anh chị cắt ra là nó có xếp sẵn giống vậy nè. Mình chỉ cần dụa sơ thôi là nó ra. Thông tin về tất cả các lớp học tại tiểu bang Oklahoma, Orlando là Florida, San Jose với lại Sacramento, thì cả nhà có thể là gọi vô số phone công ty ha 7148049818 để mà mình được nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm ha. Rồi mình sẽ dùng cái cây này, cây Clean Burst này, mình kiểm tra cái phần cuticle của mình chắc chắn nó có sạch hay chưa ha. Mình kiểm tra từ cái góc này nè đi qua, thì như vậy chắc chắn là cuticle của mình nó sạch và nó sát luôn nè mấy anh chị. Đó, thì nó sẽ đi theo cái đường viền của phần cuticle đó. Mình chắc chắn là hai bên đừng có cho nó bị thiếu bột nha. Mình chạy sơ cái để lát á mình không cần quay về mình kiểm tra nữa, mình kiểm tra trên này luôn, tại lỡ lát cái rửa tay về mình chạy cái là nó lại bị bụi nữa ha. Đó là mình chạy như vậy khách á rửa tay nó sạch hơn, khi mà mình sơn cái top lên nó không có bị dơ cái top của mình. Tại vì cuticle mà còn bột á, mình sơn top lên là cây cọ của mình mang cái bột bụi nó rớt xuống cái chai, mình làm cho cái chai top mình bị dơ. Ok, wash your hand. Rồi mình sẽ đi cho mình khách rửa tay cái, sau đó mình sẽ sơn top nha. Màu cân xỉu luôn anh chị, màu rất là đẹp. Nên để cho
Rồi màu rất là xinh, rửa tay xong là tay của người khách rất là sạch sẽ nha mấy anh chị. Rất là sạch sẽ luôn nè, màu rất là đẹp. Thì mình sẽ dùng cái chai Top Coat, Glam Top Coat nha. Cái chai này là khi mà sơn xong là mình không cần chùi. Thì mình sẽ kiểm tra coi cái tay khách có cái da, miếng da nào dư không. Sau đó mình sẽ tỉa cho nó sạch luôn. Tại vì đa số mấy người khách mà làm những cái màu này á, da tay họ cũng rất là mỏng. Cái màu này sơn top lên là cân lắm luôn mấy anh chị. Nó bóng mà nó rất là đẹp luôn. Đó, top coat thì mình không có cần sơn dài đó mấy anh chị, sơn vừa vừa thôi. Xong mình kéo lại cho nó đều, không có bị mất xếp ha. Đó, mình hạn chế là cái top của mình bị mất xếp. Đó, vuốt hai bên thành móng một cái, chắc trước khi là mình để vô máy. Rồi, mình sơn ba ngón thôi, để hạn chế là nó bị mất xếp nữa. Đó, top coat super bóng nha mấy anh chị. Cái này là 7 đồng một chai thôi. Đó, mình có refill 8 ao 500ml với lại 1000ml cho mấy anh chị luôn ha. Đầy đủ size để mà mình refill. Đó, luôn là mình vuốt xếp nhẹ ha, để cho hai bên thành móng đỡ mất xếp. Thank you chị Nina Thu Nguyễn. Màu rất là cân ha, màu cân lắm luôn. Đó, đẩy sát vô. Và mấy anh chị là mình đừng có để nhiều che quá, vừa thôi, để tránh hạn chế là nó chạy lên cái phần cuticle của mình á. Đó, nó vừa tới thôi là được rồi. Xong đó đưa cây cọ qua hai bên. Quét một lần như vậy trước đã ha. Sau đó cái lần thứ hai á là mấy anh chị sẽ nhẹ tay lại nè ha. Nhẹ tay lại.
Tại vì cái bột á, mang tiếng là bột á, đôi lúc á, nó chưa có cái chết trên cái mặt bột nó còn lộ mà mình đâu thấy được đâu, mặc dù là nó mịn đó. Nên mình ra mình sơn cái lớp đầu tiên để cho nó thấm hết đã, không cái lớp thứ hai mình quét lại thêm một cái nữa để trên cái bề mặt nó còn cái thấp coat là nó bóng mà. Và cái thấp coat mình không có cần nhất thiết phải lấy nhiều đâu mấy anh chị, vừa đủ thôi. Đó, quét đều lên ha, cái lớp thứ hai nè. Đó, nhẹ tay lại, vuốt xếp. Đó, trước khi để vô máy cứ vuốt xếp cái, rồi để tay vô. Đó, mấy anh chị thấy nó bóng không? Super bóng luôn nha mấy anh chị. Đây, top coat rất là bóng nè. Đó, ha, độ dày vừa đủ nè. Cái màu rất là cân, màu cực kỳ là xinh nha. Và tất cả sản phẩm thì mấy anh chị có thể là mua, cả nhà mình có thể là mua tại website nha, clamsupply.com, hoặc anh chị gọi vô số phone công ty 714-804-9818, 714-804-9288 ha, 714-804-9688. Và trên đây là tất cả những sản phẩm mà cô xin dùng của công ty Clam Supply nha mấy anh chị ha. Đó, rất là đẹp nè, cuticle ha. Cái XF mình nó bao mà mình chỉ chạy là không có bị mất bột nha. Anh chị nào mà hay bị mất bột á, rồi khi đi cột mình không có tròn, bị lẻm á, thì mình có thể là dùng cái cây XF nha. Và cây để đắp bột á, thì mấy anh chị dùng cây số 12 để đi âm rầy là được. Và cây số 12 nó cũng có lợi cho mình nhiều thứ lắm. Là mình còn design được nữa, freestyle được nữa nha mấy anh chị. Rồi, em để cái màu này đây, màu Mew White với cái màu hôm nay thì em đang xài là cái màu số 22 với lại Mew White nha mấy anh chị. Đó, đây là hai cái màu mà hôm nay em dùng. Và cái sunset này gồm có 36 màu thôi. Khi mà anh chị xài cái set này bảo đảm là quanh năm suốt tháng khách đều chọn hết á. Đây là những cái màu là best seller bên công ty em á, màu rất là đẹp. Sunset 36 là màu rất là đẹp, khách hàng review liên tục luôn á mấy anh chị. Thuộc những cái tông màu nhẹ nhàng ha. Và anh chị muốn làm cái phần âm rầy thì mình có thể là sử dụng cái màu Mew White bên công ty em. Bảo đảm màu ra là nó sẽ cover được hết. Và luôn nhớ là ngay chỗ đường nối cho em mỏng thôi là được rồi. Nhưng mà đối với những cái màu sunset hay là những cái màu nhạt á, trong trong giống vậy đó, thì mấy anh chị nên dùng cái màu Mew White, đừng dùng Soft White nha. Soft White thì nó hơi đậm hơn. Và đôi lúc á, thì mình lỡ mà làm cho cái đường nối của mình nó dài chút xíu á, thì mình cover không được. Nên là mấy anh chị sẽ dùng cái dùng màu Mew White ha, để cho cái màu của mình nó đẹp, rất là xinh đúng không mấy anh chị. Màu rất là cân nè. Và tất cả sản phẩm thì mình có thể là mua tại website clamsupply.com nha. Đây, màu rất là cân luôn. Đó, đó, màu rất là đẹp quá trời luôn. Màu xinh lắm anh chị. Đó, màu rất là đẹp. Ok, xin thank you và hẹn gặp lại anh chị trong những cái live tiếp theo nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye và hẹn gặp lại.